Xin chào tất cả các anh em. Và ngày hôm nay mình sẽ đứng sau cánh gà. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là bạn Hòa. Xin chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay Hòa sẽ góp phần trong một cái nội dung cực kỳ thú vị. Tất cả chúng ta khi mà nghĩ đến card đồ họa RTX 3080 nói riêng và dòng card 3000 nói chung, chúng ta chỉ nghĩ đến việc chơi game thôi các bạn. Tuy nhiên các bạn lại sẽ rất cực kỳ bất ngờ vì khi các bạn mua một cái dòng sản phẩm trị giá tầm khoảng 20 triệu hiện nay trên thị trường, các bạn sẽ thành một streamer chuyên nghiệp. Còn như thế nào thì chúng ta cùng theo dõi nha. Thì đầu tiên các bạn biết là cái khái niệm về RTX Voice là một cái ứng dụng dùng để lọc cái tiếng ồn trong microphone, cũng như là lọc những cái tiếng ồn từ những cái sụt các bạn nghe trên mạng. Ví dụ như là các bạn nghe một cái bài giảng của thầy cô mà nó có tiếng ồn của máy lạnh, hoặc là các bạn ghét tiếng mưa, các bạn muốn lọc tiếng mưa, vân vân. Thì cái đó là cũng đã là cũ rồi. Và lần này với cái ứng dụng Nvidia Broadcast thì ngày hôm nay Hòa sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để add được cái Nvidia Broadcast này vào trong OBS. Xin mời em. Đây là cái giao diện của Nvidia Broadcast. Thì đây là có ba cái cơ bản để các bạn trở thành một streamer, là các bạn phải có một cái tai nghe, một cái mic, một cái camera. Đầu tiên ở cái phần mic thì các bạn phải chọn vào cái tai nghe mà các bạn đang dùng. Ở đây mình đang xài cái con Corsair Voiro. Đây là hiệu ứng thì các bạn, đây là noise removal, có nghĩa là khử ồn. Thì nó là mình để mình sẽ bật lên và mình để khử ồn cao nhất. Rồi, và sau speaker thì bên đây là mình cũng chọn cái tai nghe mà mình đang dùng và mình tắt khả năng khử ồn. Cái này mình sẽ demo sau, bây giờ mình sẽ quan trọng cái phần mic trước. Có một cái lưu ý, các bạn lưu ý là mic thì lúc nào các bạn cũng sẽ để khử ồn trong mọi trường hợp luôn. Còn speaker á, thì các bạn chỉ nên khử trong một số trường hợp các bạn muốn khử cái tiếng ồn từ cái sụt bạn nghe thôi nha. Nhớ lưu ý điều này nha, chứ không là các bạn sẽ bị mất một số cái chi tiết. Các bạn sẽ bị rối á, confused, bị rối á. Đầu tiên thì đây là cái giao diện OBS, nhìn cũng đơn giản thôi. Đầu tiên là scene. Scene thì các bạn ở scene các bạn có thể, đây, ở đây mình xin thẳng, đó là video capture device, các bạn hãy chọn vào đó là camera các bạn là Nvidia Broadcast nha. Tại vì cái phần mềm Nvidia này nó sẽ lấy cái camera sụt từ cái camera các bạn đang xài vào cái phần mềm này luôn, không cần phải chọn rắc rối. Còn đây audio thì mình chúng ta sẽ chọn đó là mic của Nvidia Broadcast. Rồi xong, mình sẽ demo cho các bạn thử tính năng chống ồn. Đây, Nghiệp ngồi kế bên mình, Nghiệp sẽ sấy tóc và để xem các bạn có nghe được cái tiếng sấy tóc bên đây không. Nghiệp bật đó, sấy rất mạnh nha. Mình lên gần xíu luôn nè, đó, sấy đàng hoàng luôn, đang sấy. Bây giờ mình sẽ tắt thử cái tính năng chống ồn này, các bạn sẽ tìm thấy được cái sự khác biệt khi mà không sử dụng cái hiệu ứng này. Đây, mình đang tắt, các bạn thấy sự khác biệt đó chưa? Đó, nghe các bạn nghe tiếng sư rất nhiều đúng không? Rồi bây giờ mình quay lại đây, chống ồn lại đó, rất là im ắng đó. Đây là một tính năng rất là hay đến từ Nvidia. Rồi cảm ơn Nghiệp đã giúp mình trong cái phần demo này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần speaker này thì mình sẽ lên YouTube. Mình sẽ mở một cái tiếng mưa đi. Đây, mình đang nghe tiếng mưa. Chắc chắn các bạn sẽ đang nghe tiếng mưa cùng mình đúng không? Đó, tiếng mưa rất to. Và bây giờ mình sẽ bật cái chống ồn để các bạn còn nghe tiếng mưa được không? Hiện tại là các bạn nghe chỉ nghe tiếng mình chứ không còn nghe tiếng mưa nữa đúng không? Mình còn không nghe tiếng mưa nữa nè. Bây giờ mình cái này là các bạn sẽ nghe lại tiếng mưa nè. Đó, tiếng mưa tiếp tục. Bây giờ mình sẽ đến với phần cuối cùng trong cái phần demo này, đó là phần camera. Thì livestream thì các bạn lúc nào cũng phải cần một cái, có tai nghe, có mic thì các bạn phải có một cái camera. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn cái camera mình đang xài. Đó, mình sẽ chọn Logitech Rio, độ phân giải là 4K 30, và nó sẽ chớp một xíu mà không sao. Ở đây thì nó có những cái effect như là motion blur, soft background removal là này sẽ là trong game, và cuối cùng là auto frame. Mình sẽ đi từng cái. Đầu tiên là cái background blur là sẽ xóa phông ở phía sau. Ví dụ như là bạn có một cái tủ đồ chơi, hoặc là bạn có một cái bản thành tích rất là khủng bố, sao bạn muốn khoe, nhưng mà trong một số trường hợp thì bạn lại muốn làm cho nó mờ đi,
thì Hòa sử dụng tính năng này. Ở dưới đây là trend, có nghĩa là bạn có thể chỉnh cái độ mà làm mờ của cái background phía sau. Ở đây là không nè, mình sẽ chỉnh lên hoàn toàn là mờ, các bạn sẽ không thấy phía sau. Ví dụ như phía sau bạn có những cái vật dụng nó hơi lộn xộn, các bạn muốn đẹp thì các bạn sẽ sử dụng cái tính năng này. Rồi mình sẽ đến với tính năng thứ hai là background realignment. Cái này thì các bạn có thể add một cái bức hình, ví dụ mình sẽ chọn một bức hình rồi game thủ đi đó, các bạn thấy không, này sau lưng mình là một anh kiếm sĩ, đây mình né bên này là đó, anh kiếm sĩ sau lưng mình nè, Hai anh đấu kiếm với nhau đi. đó. Đi đường quyền. Rồi mình sẽ đến với cái thứ ba là mình sẽ xóa phông đó, các bạn thấy không, xóa rất là chi tiết. Lý do mà hôm nay mình bận cái áo xanh lá cây này đó là những cái streamer rất là đau đầu với cái việc mà phải sử dụng phông xanh và không được quyền bận áo màu xanh lá cây, bởi vì nó sẽ key luôn cái áo của bạn và các bạn sẽ trở nên thành người tàng hình rồi, chỉ còn cái đầu tay chân thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho mà các bạn xem một cái scene là giống như mình đang streamer đó, scene nè đó, background mình sẽ chạy cái clip này tưởng tượng như mình đang là ở đó, các bạn thấy không, xóa rất là chi tiết, mình đang ở một cái không gian khác vậy đi. Rồi Các bạn thấy không, cái điều khác biệt là bình thường các bạn sẽ khử đơn thuần là khử màu xanh, còn ở đây đã dùng AI, nghĩa là trí thông minh nhân tạo, thì nó sẽ detect đâu ra là bạn Hòa, đâu là cái ghế, và còn lại tất cả mọi thứ khác nó xóa sạch hết các bạn ạ. À. Đó, và như vậy là các bạn có thể bận áo xanh như các bạn là mạng mọc, đúng không? Rồi nói chung là nó có rất là nhiều lợi thế, vì cái việc setup một cái tấm phông xanh thì nó sẽ phiền phức cho bạn đổi cái chỗ trim. Đây cũng là một cái bước tiến lớn mà các streamer sẽ rất là mơ ước. Và bây giờ chúng ta sẽ đến đến một cái phần cuối cùng, đó là nếu như một ngày nào đó bạn làm streamer và lương một tháng bạn rất là thấp, tầm khoảng 7-8 triệu, và sau vòng 5-7 năm các bạn làm streamer, các bạn sẽ xây được cái nhà 7-8 tầng và bạn sẽ có một phòng gym rất đẹp, thì lúc đó là bạn sẽ không muốn xóa phông, nhưng mà bạn hay ngồi uốn éo trên ghế thì có thể là bạn chỉ muốn mình là tâm điểm tâm điểm của cái webcam đó, thì làm thế nào? Hoàng có thể hướng dẫn các bạn không? đây mình sẽ hướng dẫn, đó là cái tính năng cuối cùng trong đây, đó là auto frame. Nhưng mà nếu các bạn sử dụng cái này thì mình khuyên các bạn nên zoom lên một tí xíu để có thể thấy được cái hiệu ứng này rõ hơn. Ở đây mình zoom cỡ này chắc được rồi, rồi đó các bạn thấy không, mình sẽ tắt cái này xuống đó. Nhìn y như là mình sử dụng cái gimbal mà sử dụng cái tính năng đó là active track. Có một lần nào đó bạn đã từng mong muốn là bạn thuê một cameraman, đúng không, liên tục đi theo bạn trong suốt quá trình các bạn làm stream, thì bây giờ các bạn đã có được một trợ thủ rất là đắc lực, đó là cái trí thông minh nhân tạo trên các dòng card GeForce RTX 3000 series. Ok, thì như vậy đây là tất cả những cái phần demo mà Antec muốn gửi đến với các bạn trong clip này. Thì rất hy vọng thì trong thời gian tới, bởi vì những cái phần mềm liên quan đến AI thì Nvidia đã chia sẻ với lại giới báo chí rằng là họ sẽ liên tục cập nhật những cái mẫu mà chúng ta gửi về để xem coi là cái độ phức tạp cũng như là cái mong muốn của khách hàng thế nào, thì họ sẽ tăng thêm những cái điều chỉnh. Hiện tại các bạn thấy là những cái điều chỉnh của cái phần gọi là xóa phông nó còn rất là sơ sài, tuy nhiên hiệu quả nó đem lại rất là tốt. Các bạn thấy là cái bối cảnh setup của tôi khá là tốt, có đầy đủ đèn đóm, vì vậy là cái việc setup đèn cũng là một cái khá quan trọng. Và rất hy vọng rằng trong thời sắp tới thì Hòa sẽ tiếp tục trở lại và update cho các bạn những cái tính năng nó chi tiết hơn nếu như Nvidia có những cập nhật mới. Và lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi. Xin ân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở clip sau.